mấy chị có ủng hộ thì ủng hộ giùm em nha. Bánh nem bữa nay có bán một trái thì 60.000 một trứng, hai trứng thì 65.000, có hộp sen, thêm hộp sen nữa thì 5.000. Bánh lớn của em thì 120, đặc biệt của em nữa là 200.000 một cái, mà bánh đó 1 kg mấy lận mấy chị, được lắm. Mấy chị có thịt, tôm khô, hộp vịt, nấm, đậu phộng. Bánh này là bánh hút kiến, bánh bát dạng mà gói theo kiểu hút kiến á, nó rất là ngon. Mấy chị có ủng hộ thì ủng hộ giùm em hút nha. Có ủng hộ thì ủng hộ giùm. Số nhà em thì số nhà 42 Phan, 42 Chu Văn An, phường 1, quận 6, ở đường Chu Văn An. Điện thoại của em là 0918187170. Ở đường Phan, đường Chu Văn An. Mấy chị có ủng hộ thì ủng hộ giùm em nha. Giờ mặt thì mua bánh bao ăn ngon luôn, vừa ngon mà vừa rẻ. Bánh của em là có vừa ngon vừa rẻ. Nhưng bánh của em có bữa nay có gói bánh bánh nú cho mùng 1, bánh nú cho. Nhưng có bánh nú chay nữa. Bánh nú chay thì của em thì trứng núm, sườn non, núm. Mấy chị ăn thử coi. Ăn bánh chay của em ngon lắm. Bao ăn ngon luôn. Vừa ngon vừa rẻ.